Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Thật tuyệt vời biết bao khi mỗi ngày tụi mình lên đường bàn giao những chiếc đàn cơ hiện đại đến khách hàng. Và hôm nay team đã có mặt tại Hóc Môn để bàn giao chiếc đàn cơ Miki 36H. Dù trong thời tiết thế nào, nắng hay mưa, tụi mình vẫn sẽ luôn luôn có mặt ngay tại nhà khách hàng. Và đây, nhân vật chính của chuyến đi, piano Miki 36H đang được mang xuống và theo đội để từ sân tiến vào nhà khách hàng trong khung cảnh rộng lớn với khu vườn xanh mát. Đang được đội phối hợp lên bậc tam cấp để vào phòng khách. Phía bên trong là sự kết hợp giữa không gian rộng, thông thoáng và quý phái. Đàn sẽ được đưa đến vị trí yêu thích của anh. Sau đó thì các lớp bảo vệ dày được bọc xung quanh bảo vệ đàn sẽ được đội gỡ xuống. Đồng thời ống sưởi đàn sẽ được lắp đặt chu đáo luôn cho khách hàng. Sau đây chính là phần quà tặng đi kèm: ghế piano Thunder màu đen, khăn phủ phím bằng vải gấm, khăn phủ đàn bằng vải nhung. Chính sách hấp dẫn dành cho các bạn sẽ gồm bảo hành lên đến 5 năm, miễn phí lên dây 2 lần. Piano Miki đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng cao, từng chi tiết đều được chế tác tỉ mỉ, được sản xuất bởi Yamaha. Điều này đảm bảo cho cây đàn có chất lượng sản xuất cao cấp, độ bền bỉ và âm thanh tuyệt hảo. Cái đàn có dáng thiết kế upright thẳng đứng, logo chạm mã vàng với 3 pedal bằng đồng sáng màu, chiếc đàn bằng thép phủ một lớp đồng, bú đàn bằng lông cụ, cấu trúc khung sườn bằng gang với sâu bo bằng gỗ vân sam. Vậy là buổi bàn giao piano Miki 36H đã thành công rồi các bạn ơi. Cảm ơn bạn đã chọn nhạc cụ tại Minh Phụng Music. Mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 và nhanh tay truy cập fanpage, website của nhạc cụ Minh Phụng để đón chờ những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các quà tặng đặc biệt nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.